Hello, Quốc Hùng, xin chào toàn thể tất cả anh em nha. Thì hôm nay em về được một số sản phẩm loa với đáy nha bác nha. Đấy. Và giờ thì em sẽ khui hàng để cho các bác xem. Lô hàng này thì nó về cũng dòng rất là chất lượng và rất là đẹp luôn nha bác. Khui ra cho các bác cùng ngắm nhìn. Vâng, đây các bác, em khui ra thùng đầu tiên nha. Ramsa VKS A500 này, dòng lo bắt 30 của hãng Ramsa nha. Đấy. Rất là chất lượng nha bác. Đôi Ramsa 500 bắt 30. Đấy. Đây các bác nha, rất chất lượng. Đây cũng đôi còn nguyên tem cờ số seri của siêu thị Nhật. Nó rất đẹp luôn á, màu xám ghi. Mẫu xám ghi nha các bác nha. Một đôi. Còn đôi này là đôi A200 nha bác nha. Đôi này đôi A200. Đấy. A200 nha, mới keng luôn. Đẹp xuất sắc. Wow, quá mới luôn các bác. Bác nhìn này. Cực kỳ là đẹp và mới. Quá đẹp, quá mới luôn. Ramsa A200. Một cặp A200 và một cặp A500. Vậy được hai cặp nha bác nha, hai cặp Ramsa. Rồi, em sẽ khui theo cái thùng tiếp theo nha. Vâng, tiếp theo là em khui cho tất cả các bác là em về được là hai cặp bốt 10.2 series 2 nha bác nha. 10.2 series 2 này. Đó, về được hai cặp đẹp keng luôn á. Long lanh luôn. Đó, xuất sắc nha. Thùng băng gỗ. Đấy, góc cạnh là còn cực kỳ là đẹp luôn. Thùng băng gỗ nha bác, về được hai đôi. Rồi, em sẽ tháo ra và dựng nó lên cho các bác cùng xem. Long lanh cần đặc. Quá đẹp luôn à. Vâng, đây nha các bác nha. Thì sáng nay thì em về được là 4 cặp này. 4 cặp lo, đó là hai cặp lo bao 10.2 series 2. 10.2 series 2 nha các bác nha. Đấy. Là đẹp keng góc cạnh nha các bác. Đẹp keng luôn nha. Nó chưa vệ sinh, nó vệ sinh sẽ đẹp hơn, long lanh hơn nữa nha. Thùng gỗ lạng cực kỳ là đẹp luôn. Thùng gỗ lạng cực kỳ là đẹp nha, góc cạnh luôn nha. Nói chung là hàng bao đẹp, riêng em bán luôn, từ găng lo, bút lo. Đấy. Bác này, nhìn đây. Riêng em bán từ găng lo luôn nha. Đây các bác nhìn, quá đẹp luôn nha. Rồi, Ramsa. Ramsa A200 đẹp keng. Đẹp keng luôn nha. A200 bắt 30. Và một đôi Ramsa A500 cũng bắt 30 luôn nha bác nha. Chất lượng. Đây một bắt 30 một triệu keng. Hai đôi, về được hai đôi Ramsa và một đôi hai đôi bao 10.2 series 2. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em. Đấy. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nha.